Rồi, xin chào. Hôm nay bạn sẽ nói về cách tính hợp âm thứ và hợp âm trưởng. Hợp âm thứ và hợp âm trưởng. Thì chúng ta đã biết á là đô trưởng. Đô trưởng gồm có 3 thế bấm. Thế bấm 1, thế bấm 2 và thế bấm 3. Thì có 3 nốt thì có 3 thế bấm. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ làm sao để chúng ta biết được là đô thứ như thế nào? Thì khi đô trưởng ở thế bấm 1, ở thế bấm 1 thì có 3 nốt đô, mi và son. Thì ở thế bấm 1 này, nốt chính giữa là nốt mi. Chúng ta sẽ trừ đi 1 là giáng đó. Giáng 1 thì chúng ta sẽ có là mi giáng, thì chúng ta sẽ là đô thứ. Đó. Nhưng mọi người nhớ là phải ở thế bấm 1 nha, thế đảo 1 á, thế đảo 1, thế đảo 2, thế đảo 3. Ha. Lỡ mà chúng ta ở thế đảo 2 mà chúng ta trừ 1 là sai nha. Hoặc là thế đảo 3 mà chúng ta trừ 1 cũng là sai nha. Chúng ta phải ở thế đảo 1 trừ 1. Trừ 1 ở nốt chính giữa ha. Lỡ bật số 3 của cái dây âm đô trưởng đó. Dây âm đô trưởng là 1, 2, 3 à, là bật số 3 trừ 1 ha. Còn nếu mà mình lỡ mình không mình một cái hợp âm nào đó mà mình không có biết dây âm, mình chưa có học dây âm, thì chúng ta biết nhắn cái hợp âm trưởng thì chúng ta chuyển nó về thế đảo 1. Ví dụ như ở pha trưởng đó, chúng ta chưa có biết chạy dây âm pha trưởng thì dây âm pha trưởng là như thế này đó, nhưng mà chúng ta chưa có biết, chúng ta chỉ biết hợp âm pha trưởng là nó gồm có pha la đô thôi. Đây là thế đảo, thế bấm 1, thế bấm 2, thế bấm 3. Thì chúng ta muốn biết pha thứ thì chúng ta phải nhắn ở thế bấm 1 và ở nó chính giữa đó. Thế bấm 1 và nó chính giữa trừ 1 là giáng xuống đó. Giáng 1 thì chúng ta sẽ có pha thứ đó. Rồi, tương tự như thế chúng ta áp dụng cho tất cả những hợp âm trưởng mà chúng ta biết ha. Đô trưởng, đô thứ đó. Rồi, ví dụ chúng ta biết rê trưởng thì chúng ta ở rê trưởng cũng có 3 thế bấm. Thế bấm 1, thế bấm 2, thế bấm 3. Thì chúng ta nên bấm ở thế bấm 1 nha. Nhất định phải bấm ở thế bấm 1. Rồi nó chính giữa làm gì? Giáng xuống à, trừ 1 à, cộng trừ, cộng nè, cộng là lên, trừ là xuống nha. Là trừ là giáng, cộng là thăng đó. Chúng ta đang có rê, pha thăng, la. Thì khi chúng ta giáng xuống thì giáng nó pha thăng xuống thì nó thành pha thường, thì đây là rê thứ. Rê thứ, rê trưởng, rê thứ, rê trưởng. À, tương tự cho mi, mi trưởng ở thế bấm 1 nha. Mi thứ, mi trưởng, mi thứ, mi trưởng, mi thứ, mi trưởng. Pha trưởng, pha thứ, pha trưởng, pha thứ, pha trưởng. Son trưởng, son thứ, son trưởng. La trưởng, la thứ, la trưởng. Si trưởng, si thứ, si trưởng. À, rồi, thì chúng ta có 7 hợp âm trưởng thì chúng ta sẽ biết được 7 hợp âm thứ. Và bây giờ nếu mà chúng ta còn 5 hợp âm còn lại ha, là 5 cái phím đen này nè. Thì ví dụ như chúng ta đô thăng trưởng, đô thăng thứ, đô thăng trưởng, đô thăng thứ ha. Rê thăng trưởng, rê thăng thứ, rê thăng trưởng, rê thăng thứ. À, chúng ta có pha thăng trưởng, pha thăng thứ, pha thăng trưởng, pha thăng thứ. Nhớ là ở thế đảo 1 nha. Son thăng trưởng, son thăng trưởng thế đảo 1 nè. Chứ ở thế đảo 2 là tính không được nha. Thế đảo 1, son thăng trưởng, son thăng thứ, son thăng trưởng, son thăng thứ. La thăng trưởng, la thăng trưởng cũng là si giáng trưởng đó. À, si giáng trưởng, si giáng thứ, si giáng trưởng, si giáng thứ. Rồi, khi mà chúng ta biết trưởng thứ của 12 nốt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à, 12 nên là cái phím đàn, thì chúng ta sẽ luyện rải nó. Thì chúng ta đã biết rải đô trưởng. Thì chúng ta sẽ rải rê thứ, ủa đô thứ. Rồi chúng ta rải rê trưởng, rải rê thứ. Mọi người cứ rải
càng nhiều càng tốt, hết luôn phím đàn piano cũng được nha, càng càng tốt thôi. Rồi cứ như thế chúng ta là pha trưởng, pha thứ, son trưởng, son thứ, la trưởng, la thứ, si trưởng, si thứ. Chúng ta sẽ rải. Đầu tiên thì chúng ta nên tập 7 7 cái trưởng thứ. Rồi chúng ta rải tốt rồi thì chúng ta sẽ nâng cái cấp độ lên là chúng ta sẽ tập 5 cái trưởng thứ ở trên phím đen. Đô thăng trưởng. Đô thăng thứ. Còn rải như thế nào ở cái cấp độ cao hơn á, thì nữa cái clip sau thì Mẫn sẽ nói về điều đó. Thì hôm nay mình đến với cái phần là cách tính hợp âm trưởng và thứ. Thì nếu mà chúng ta nhắc lại, nếu mà chúng ta biết la thứ, ví dụ chúng ta biết la thứ mà chúng ta không biết la trưởng thì cũng làm giống như là nếu mà chúng ta có thứ mà chúng ta muốn biết có trưởng á, thì ở thế đảo một nha, thế đảo gốc chúng ta nó chính giữa cộng lên là thăng lên đó, thì chúng ta sẽ có la trưởng. Đó. Thì lúc nãy giờ chúng ta chỉ nói về là trưởng trừ xuống là thành thứ, trưởng trừ xuống là thành thứ, trưởng trừ xuống là thành thứ, trưởng trừ xuống thành thứ, trưởng trừ xuống thành thứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói cái điều này nó cũng đơn giản thôi, là nó ngược lại thôi, là thứ cộng lên là thành trưởng, thứ cộng lên là thành trưởng, thứ cộng lên là thành trưởng. À, mi thứ, mi thứ ở thế đảo một, thế đảo gốc cộng một lên là thành mi trưởng. Son thứ ở thế đảo gốc là thế đảo một nha, đây là thế đảo hai, thế đảo ba nè, thế đảo gốc nè đó. Thì son thứ cộng lên thành son trưởng, đó là chúng ta đã biết được thứ và trưởng, cách tính thứ và trưởng. Có người gọi đây là thế đảo gốc, đây là thế đảo một, thế đảo hai đó. Nhưng đó cũng là cách gọi thôi, mình biết là cái hợp âm ba nốt thì sẽ có ba thế đảo một, thế đảo hai, thế đảo ba, thì Mẫn gọi nó là 1, 2, 3, Mẫn nghĩ nó sẽ dễ nhớ hơn ha. Còn có người ta sẽ gọi là đây là thế đảo gốc, đây là thế đảo 1, đây là thế đảo 2 à. Nhưng mà Mẫn thấy là nó có 3 nốt thì mình cứ đặt nó là thế đảo 1 là nó số 1 đứng trước, thế đảo 2 là nó số 2 đứng trước, thế đảo 3 là nó số 3 đứng trước. Miễn là chúng ta hiểu nó thôi, đó chỉ là cách gọi thôi. Giống như có người gọi bố, có người gọi ba, có người gọi cha gì thôi. Nói chung đó cũng là người để